Chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm. Trong một cuộc chiến tiêu hao kinh khủng như vậy, đôi bên gần như không thể một mình cán đáng mọi chi phí. Sự viện trợ từ các đồng minh là điều dĩ nhiên. Với Kiev, đó là viện trợ khổng lồ từ Mỹ và các nước phương Tây. Còn Moscow, với tất cả những khó khăn chồng chất của mình, họ cũng đang phải cầu viện đạn pháo, máy bay không người lái hay tên lửa từ Triều Tiên và Iran. Nhưng dù sao đi nữa, nguồn lực của Iran hay Triều Tiên cũng không phải là vô tận. Nga cần nhiều hơn thế. Trung Quốc, đối tác không giới hạn của Nga, vẫn đang lặng thinh, tọa sơn qua hổ đấu. Bắc Kinh chắc chắn hy vọng Nga có thể tiếp tục kiềm chế Mỹ và NATO. Nhưng việc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Nga trên quy mô lớn là rất khó. Ngoài những lo ngại về chính trị và ngoại giao, nước này còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và quân sự. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt khi muốn viện trợ quân sự quy mô lớn cho Moscow. Một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Trung Quốc đang có kế hoạch cung cấp cho quân đội Nga 100 UAV ZT-180 và hỗ trợ Nga tự sản xuất loại máy bay này. UAV ZT-180 này có thể mang theo 35-50kg đạn dược và cũng có thể được sử dụng để trinh sát. Ngoài giới phân tích, có thể Bắc Kinh cũng đã cung cấp cho quân đội Nga quân phục, lương thực, vật tư y tế, phương tiện hỗ trợ, v.v. đồng thời cung cấp dịch vụ vệ tinh chiến trường. Viện Nghiên cứu Công nghệ và Khoa học Vũ trụ Trường Sa Thiên Ý, Transsa Tianyi, đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vì cung cấp hình ảnh vệ tinh của Ukraine cho nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga. Bắc Kinh cũng có thể sử dụng việc buôn bán các sản phẩm dân sự làm vỏ bọc để cung cấp cho Nga các bộ phận sản xuất vũ khí, bao gồm cả chip. Song, những viện trợ này vẫn không thể hỗ trợ hiệu quả cho quân đội Nga trong cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Đặc biệt nếu Nga không thể thực sự giành được ưu thế. Nhưng sự thật thì sao? Bắc Kinh thiếu đạn pháo mà Nga đang rất cần. Pháo cỡ nòng 152mm của quân Nga có uy lực lớn nhất với mẫu mới có tầm bắn tối đa là 40km. Tiếp theo là pháo cỡ nòng 122mm nhưng uy lực không mạnh bằng và có tầm bắn ngắn hơn là 30km. Sau 2 năm chiến tranh, kho đạn pháo của quân đội Nga đã bị tiêu hao rất nhiều. Pháo binh Nga từng bắn tới 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày trên chiến trường Ukraine. Sau khi kho dự trữ giảm, số lượng bắn hàng ngày buộc phải giảm xuống còn 8.000 đến 10.000 quả. Sau khi Triều Tiên hứa cung cấp 2 triệu quả đạn pháo, pháo binh Nga hiện bắn khoảng 15.000 quả đạn pháo mỗi ngày, tiêu hao khoảng 450.000 quả đạn mỗi tháng và cần khoảng 5,4 triệu quả đạn mỗi năm. Đây là một con số rất lớn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ cần mua khoảng 4 triệu quả đạn pháo 152mm và 1,6 triệu quả đạn pháo 122mm vào năm 2024. Bộ Quốc phòng Anh ước tính sản lượng đạn pháo 152mm trong nước của Nga có thể tăng từ khoảng 1 triệu vào năm 2023 lên 1,3 triệu vào năm 2024. Sản lượng đạn pháo 122mm hiện tại là khoảng 800.000 quả đạn. Điều này rất khác với nhu cầu của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận sẽ khó tiếp tục tăng sản lượng đạn dược nếu không xây dựng nhà máy mới và đầu tư khai thác nguyên liệu thô trong vòng 5 năm. Người ta ước tính rằng quân đội Nga vẫn còn khoảng 3 triệu quả đạn pháo tồn trữ trong kho, có thể duy trì trong nửa năm. Nhưng hầu hết đều ở trạng thái tồi tệ. Phần lớn là do Liên Xô cũ để lại. Quân đội Nga đang rất cần đến sự viện trợ của nước ngoài. Nga đã ký hợp đồng sản xuất đạn pháo với Belarus, Iran, Triều Tiên và Syria. Trong đó, Syria chỉ có thể sản xuất phần vỏ của đạn pháo. Triều Tiên hứa cung cấp 2 triệu quả đạn pháo, khả năng là số đạn pháo được tồn kho trong nhiều năm. Có thông tin rằng một số đạn pháo không thể phát nổ, rất khó để ước tính khối lượng sản xuất tiếp theo của ngành công nghiệp quân sự Triều Tiên. Trung Quốc được mệnh danh là công xưởng của thế giới và được cho là đang ở vị trí tốt nhất để cung cấp cho Nga đạn pháo 152mm. Tuy nhiên, Trung Quốc tạm thời không thể làm được điều đó. Bắc Kinh đã nhái D-20 152mm do Liên Xô cũ sản xuất. Quân đội Trung Quốc đã từng trang bị một lượng lớn và đưa vào sử dụng trong chiến tranh Trung Việt. Vào những năm 1980, Trung Quốc đã nhận được giấy phép sản xuất pháo từ một công ty của Áo và chuyển sang bắt chước hệ thống pháo 155mm tiêu chuẩn NATO. Liệu pháo 152mm nhái lại của Liên Xô dần dần bị loại bỏ? Hỏa pháo được quân đội Trung Quốc sử dụng chủ yếu là 155mm Type 05 và Type 181.
đạn pháo 152mm 266 còn lại không nhiều, và hầu hết đạn pháo 152mm tương ứng phần lớn đã bị phá hủy. Điều này thật mỉa mai, Trung Quốc gần gũi với Nga về mặt chính trị, nhưng hệ thống vũ khí của họ đã chuyển từ bắt chước nước Nga Xô sang bắt chước phương Tây. Nếu Trung Quốc muốn hỗ trợ Nga, dường như có thể xây dựng lại dây chuyền sản xuất đạn pháo 152mm. Tuy nhiên, Trung Quốc không dám công khai chống đối châu Âu vì sợ hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế gay gắt, đồng thời cũng phải tính đến yếu tố kinh tế. Trung Quốc có sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho Nga không? Theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc, năm 2023, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga xấp xỉ 110,97 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu từ Nga xấp xỉ 129,14 tỷ đô la Mỹ. Thặng dư thương mại của Nga với Trung Quốc xấp xỉ 18,17 tỷ đô la Mỹ. Tương đương khoảng 130,8 tỷ nhân dân tệ. Cả hai bên đều ca ngợi thỏa thuận được thanh toán bằng nhân dân tệ và đồng rúp thay vì đô la Mỹ. Do xuất siêu thương mại, Nga có ít nhất hàng trăm tỷ nhân dân tệ trong tay và có thể mua thêm hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu năng lượng từ Nga và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp và nhu yếu phẩm hàng ngày sang Nga. Năng lực sản xuất công nghiệp từ tầm trung đến tầm thấp của Trung Quốc đang dư thừa và đang phải lo lắng về vấn đề xuất khẩu. Khi các công ty phương Tây rút khỏi Nga, các sản phẩm của Trung Quốc đổ xô chiếm lĩnh thị trường Nga, bao gồm cung cấp một vài thiết bị, chip tầm trung, chip tầm thấp và linh kiện điện tử cần thiết cho các công ty công nghiệp quân sự Nga. Tương đương với việc đó đã giải quyết được một phần tồn động hàng tồn kho cho các công ty Trung Quốc. Chính vì điều này mà một số công ty Trung Quốc đã liên tục bị Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt. Tất nhiên, Nga sẵn sàng sử dụng nhân dân tệ trong tay mình để mua đạn pháo từ Trung Quốc. Nhưng đối với Trung Quốc, điều này tương đương với việc tặng đạn pháo miễn phí cho Nga. Vì Trung Quốc phát hành quá nhiều tiền rồi cùng một lượng lớn đạn pháo để đổi lấy nhân dân tệ là không có ý nghĩa to lớn gì. Đồng thời sẽ hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với châu Âu và nhiều lệnh trừng phạt hơn sẽ khiến việc kiếm được đồng đô la và đồng rút trở nên khó khăn hơn. Tất nhiên, Moscow rất khó chịu vì đồng nhân dân tệ mà họ nắm giữ không dùng được vào việc gì khác. Mỗi khi Trung Quốc bán đô la Mỹ và đẩy tỷ giá nhân dân tệ lên cao, Nga lại nhân cơ hội đổi nhân dân tệ lấy đô la Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin cũng cố tình ám chỉ rằng kẻ thù số một của Hoa Kỳ là Trung Quốc chứ không phải Nga. Nga đã mua máy bay không người lái và các thiết bị khác từ Iran, trả khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và cũng hứa bán máy bay chiến đấu Su-35, tên lửa phòng không S-400 v.v. cho Iran. Khả năng Nga cũng hứa sẽ chuyển tên lửa, vệ tinh và các công nghệ khác cho Triều Tiên, đồng thời cung cấp các vật tư theo yêu cầu để đổi lấy một lượng lớn đạn pháo. Moscow cần nhiều thứ hơn là chỉ đạn pháo từ Trung Quốc. Họ cần có máy bay không người lái, tên lửa và các loại vũ khí, đạn dược khác. Nhưng đối với Trung Quốc, thứ họ nhận được trong các vụ giao dịch lại chính là đồng nhân dân tệ của chính họ, chứ không phải đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro. Trên thực tế, nó tương đương với viện trợ miễn phí. Trung Quốc lẽ ra muốn có công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Nga, nhưng Moscow rất khó có thể đồng ý. Để hỗ trợ Ukraine, NATO đang đặt hàng vũ khí khắp nơi, một số có thể được ký hợp đồng phụ với các công ty Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng thực hiện những giao dịch như vậy hơn. Dù sao thì nó cũng có thể kiếm được ngoại hối. Trung Quốc cũng hy vọng rằng Nga sẽ suy yếu và cuối cùng phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Trung Quốc đang cố gắng chiếm lĩnh thị trường Nga và khiến nền kinh tế Nga phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng họ sẽ không sẵn sàng hỗ trợ miễn phí vũ khí cho Nga. Hú hồ nền kinh tế của Trung Quốc cũng đang gặp phải muôn vàn khó khăn, thân mình còn khó giữ. Hoa Kỳ và NATO tiếp tục viện trợ cho Ukraine, tiêu tốn không ít tiền. Bắc Kinh hy vọng Nga có thể tiếp tục tiêu tốn, nhưng bản thân Bắc Kinh không muốn tham gia vào cuộc chiến tiêu hao này, bởi chính nó cũng đang chuẩn bị cho một hoặc nhiều cuộc chiến tranh có thể nổ ra trong tương lai. Trung Quốc phải tích lũy kho vũ khí phòng bị cho những cuộc chiến. Chỉ một cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã khiến Trung Quốc thấy chiến tranh tốn kém như thế nào, đồng thời cũng thấy rằng dù kho vũ khí có dồi dào đến đâu thì nó cũng phải tổn hao. Khi Nga khai thác vũ khí tồn kho của Liên Xô cũ, sau 2 năm đã rơi vào cảnh thiếu hụt. Ukraine sẽ ở thế phòng thủ vào năm 2024, và sau khi quân đội Nga tiêu thụ hết lượng đạn pháo dự trữ, Ukraine hy vọng sẽ mở ra một bước ngoặt khác trên chiến trường vào năm 2025. Bắc Kinh vẫn luôn bám chặt cuộc chiến Nga-Ukraine và không khỏi thở dài lo lắng. Nếu Trung Quốc phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan, họ sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu vũ khí và đạn dược. Nếu cuộc đổ bộ của Trung Quốc thất bại, điều đó có nghĩa là ít nhất kho hàng của lực lượng tên lửa về cơ bản sẽ cạn kiệt, hạm đội chủ lực của hải quân sẽ bị đánh chìm.
và máy bay chiến đấu chủ lực của không quân có thể bị tổn hao quá nữa. Đến lúc đó, nếu Mỹ và lực lượng liên minh phản công, quân đội Trung Quốc sẽ cần một số lượng lớn pháo binh, xe tăng, xe bọc thép và các loại đạn pháo khác nhau. Trung Quốc không những không dám gửi một lượng lớn vũ khí sang Nga, mà hiện giờ có thể đang tìm mọi cách để tích lũy hàng tồn kho. Nếu Trung Quốc buộc phải đổ bộ vào Đài Loan sau khi chịu tổn thất nặng nề, họ sẽ cần đầu tư một lượng lớn quân đội để chiếm toàn bộ lãnh thổ Đài Loan. Đài Loan có 247.000 binh sĩ tại ngũ và 2,31 triệu quân dự bị. Đây là một lực lượng không hề nhỏ nếu so với diện tích hòn đảo chỉ khoảng hơn 36.000 km2. Bởi thế, quân đội Trung Quốc cần đầu tư thêm nhân lực để đạt được một sự đột phá trong chiến tranh đô thị, chiến tranh trên núi và chiến tranh rừng rậm. Nếu quân đội Mỹ cũng đổ bộ vào Đài Loan tham chiến, thì Trung Quốc sẽ cần bổ sung nhiều quân hơn. Chỉ cần nhìn vào cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ biết có thể sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu vũ khí, đạn dược, mất đi bao nhiêu sinh mạng. Đạn pháo và lựu đạn 155mm của Trung Quốc không thể cung cấp cho Nga. Cũng có nhiều loại hỏa pháo và đạn pháo 122mm cũng không thể cung cấp cho Nga. Phải được giữ lại để dùng cho bản thân. Các loại tên lửa, máy bay chiến đấu, xe tăng càng không được cung cấp cho Nga. Một khi Trung Quốc phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan, Triều Tiên cũng có thể có những thay đổi. Thì quân đội Mỹ đáp trả hoàn toàn Trung Quốc, không thể loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ nhân cơ hội để tấn công Hàn Quốc. Cuối cùng, có thể sẽ kéo quân đội Trung Quốc vào mặt trận thứ hai và việc tiêu thụ vũ khí, đạn dược sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu Trung Quốc thất bại trong trận chiến ở eo biển Đài Loan và gặp phải sự phản công của quân đội Mỹ và lực lượng liên minh, Triều Tiên có thể sẽ không tấn công Hàn Quốc mà thay vào đó có thể xâm chiếm Đông Bắc Trung Quốc và chiếm toàn bộ núi Trường Bạch làm của riêng mình, hoặc sáp nhập khu vực Diên Biên của tỉnh Cát Lâm vào lãnh thổ của Triều Tiên. Quốc gia mà ông Kim Jong-un ghét nhất không phải là Hoa Kỳ, mà là Trung Quốc. Nếu nhìn thấy Bắc Kinh thất bại, chế độ Triều Tiên có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng và tấn công Trung Quốc, đồng thời lấy đó là một dấu hiệu chấp thuận cho việc nối lại quan hệ với Hoa Kỳ. Khả năng Bắc Kinh cũng nhận thức rõ điều này. Chính quyền Bắc Kinh hiện giờ chỉ muốn khuyến khích Triều Tiên tiếp tục gây rối, chứ không sẵn sàng tái diễn chiến tranh Triều Tiên thêm một lần nữa. Bởi trong trường hợp đó, Trung Quốc sẽ phải chiến đấu trên hai mặt trận. Nếu có chuyện gì xảy ra cùng lúc ở biên giới Trung Ấn, Trung Quốc sẽ phải chiến đấu trên ba mặt trận. Còn về phần Biển Đông thì khỏi cần nói. Tất cả những yêu sách và tiền đồ quân sự mà họ xây dựng suốt mấy chục năm qua có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển. Trung Quốc lo sợ quân đội Mỹ. Trung Quốc phải chuẩn bị cho cuộc chiến eo biển Đài Loan và nhiều mặt trận nên không dám cung cấp lượng lớn vũ khí, đạn dược cho Nga. Nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, quân đội của Trung Quốc đang rối loạn, có thể bây giờ không dám chủ động phát động chiến tranh. Nhưng lại lo lắng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ tấn công Trung Quốc. Bắc Kinh kể từ ngày dựng lập chính quyền thì luôn ở trong cảm giác khủng hoảng về sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, họ luôn coi Hoa Kỳ là kẻ thù tưởng tượng của mình và luôn khát khao đánh bại Hoa Kỳ. Ngày nay, khả năng Trung Quốc đánh bại Hoa Kỳ ngày càng nhỏ, nhưng cảm giác khủng hoảng và lo sợ bị Hoa Kỳ xóa sổ của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Hoa Kỳ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine, nhưng vũ khí, đạn dược tiên tiến cần thiết ở chiến trường Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về cơ bản vẫn chưa được sử dụng. Quân đội Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 155 khẩu pháo và một lượng lớn đạn pháo cũng như một lượng lớn tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger và tên lửa HIMARS. Nhưng rất cẩn trọng trong việc cung cấp một lượng nhỏ hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS đời đầu. Quân đội Mỹ có số lượng lớn các loại xe chiến đấu khác nhau, một số được cung cấp cho Ukraine. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của quân đội Mỹ. Một lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực M1 đã bị niêm phong cho vào kho, nhưng số lượng do quân đội Mỹ cung cấp vẫn còn rất hạn chế. Điều này tất nhiên sẽ khiến Trung Quốc sợ hãi và lo lắng rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn với Trung Quốc. Quân đội Hoa Kỳ có hơn 550 máy bay chiến đấu F-35A/B/C đang phục vụ trong quân đội. Ngoài ra, còn có 178 chiếc máy bay chiến đấu F-22. Theo lẽ thì 875 máy bay chiến đấu F-16CD hiện đang phục vụ trong quân đội sẽ bắt đầu nghỉ hưu và chúng có thể sẽ được chuyển giao hỗ trợ cho Ukraine. Nhưng quân đội Mỹ vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Quân đội Mỹ chỉ đồng ý rằng các máy bay chiến đấu F-16 đã nghỉ hưu của đồng minh có thể được chuyển giao cho Ukraine và giúp đào tạo phi công. Quân đội Mỹ còn có 395 chiếc máy bay chiến đấu F-15C, D, E, EX. Nhưng liệu chúng có được viện trợ cho Ukraine hay không? Vấn đề này thậm chí còn không được đề cập tới. Các loại vũ khí tấn công trên không tương ứng
đặc biệt là tên lửa tầm xa AGM-158, khả năng sẽ được duy trì ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ không được cung cấp cho Ukraine. Hải quân Mỹ đã sử dụng một số tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk ở Biển Đỏ cũng như một số tên lửa SM-2 và SM-6 để đánh chặn tên lửa chống hạm của phiến quân Houthi. Tuy nhiên, khi chủ động tiến hành không kích, loại vũ khí được sử dụng nhiều hơn chủ yếu là bom dẫn đường chính xác hoặc tên lửa chống bức xạ tầm ngắn. Điều này không ảnh hưởng đến sự tồn kho của vũ khí tối tân. Các tàu sân bay của quân đội Mỹ được trang bị chiến đấu cơ F-35C và tàu tấn công đổ bộ được trang bị chiến đấu cơ F-35B hiện chỉ được sử dụng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chưa được điều tới Trung Đông. Máy bay ném bom của quân đội Mỹ thường xuyên xuất hiện ở biển Nhật Bản, biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông, biển Philippines và biển Đông, luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến với Trung Quốc. Bất luận Trung Quốc có dám chủ động phát động chiến tranh, sợ bị đánh cho tan tác hay có nhiều cân nhắc hơn về chính trị, ngoại giao và kinh tế, đều rất khó để quyết định đưa ra một lượng lớn vũ khí dự trữ đến chiến trường Nga-Ukraine. Đó là chưa kể, trong một khoảng thời gian trước, chúng ta thấy Mỹ và NATO đã liên tục đưa ra cảnh báo cho biết chính quyền Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương hỗ trợ cho Nga. Không lâu sau khi cuộc chiến bắt đầu, Mỹ và châu Âu cũng đã cảnh báo Trung Quốc về hậu quả của việc viện trợ quân sự cho Nga. Bởi thế, điều này có tác dụng như một đòn răn đe liên tục nhắm vào Trung Quốc. Đó cũng là lý do mà Bắc Kinh chưa bao giờ dám công khai trực tiếp cung cấp vũ khí cho quân đội Nga. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng không tìm thấy dấu vết của vũ khí Trung Quốc trên chiến trường. Về lý thuyết, danh sách các loại vũ khí mà Bắc Kinh có thể cung cấp cho Nga bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, UAV, tên lửa, xe tăng, xe bọc thép, pháo và bệ phóng tên lửa, đạn pháo và tên lửa, vũ khí chống tăng, súng và đạn dược, v.v. Song những vũ khí này có được cung cấp hay không tùy thuộc vào việc Bắc Kinh có sẵn sàng hay không. Và cũng phụ thuộc vào việc quân đội Nga có cần chúng hay không, loại vũ khí nào được coi là viện trợ miễn phí và loại vũ khí nào được coi là mua bán hoặc trao đổi. Nga hiện đang thiếu tiền, nên phần nhiều là yêu cầu viện trợ miễn phí, nhưng Bắc Kinh hiện giờ cũng đang trong tình cảnh kinh tế khó khăn, không thể hào phóng như trước, nên sẽ không giúp đỡ miễn phí, mà có thể đưa ra một vài đòi hỏi. Ví dụ, Trung Quốc có thể yêu cầu Nga chuyển giao một số công nghệ quân sự nhạy cảm, bao gồm tàu ngầm hạt nhân, tên lửa liên lục địa, tên lửa phòng không và tên lửa siêu thanh chống hạm. Có một vấn đề ở đây, nếu Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga thì có thể khó đáp ứng được nhu cầu của quân đội Nga cả về chất lượng lẫn số lượng. Bắc Kinh thậm chí còn không thể cung cấp được các loại vũ khí tối tân hơn như đạn pháo Excalibur hay đạn tầm xa đường kính nhỏ của quân đội Mỹ. Ngay cả khi quân đội Trung Quốc hỗ trợ Nga, cũng sẽ khó thay đổi cục diện chiến trường hiện nay. Sự hỗ trợ quân sự của Bắc Kinh cho Nga và tham gia vào cuộc chiến tiêu hao chỉ có thể mang thêm gánh nặng, mà vẫn không thể kiểm soát cuộc diện chiến trường. Trình độ thực sự của hệ thống vũ khí Bắc Kinh sẽ được phơi bày trong thực chiến và nó có thể còn tồi tệ hơn cả quân đội Nga. Ngoài ra, cái giá đắt hơn mà Bắc Kinh phải trả là các lệnh trừng phạt liên tục từ Mỹ và phương Tây. Cuộc chạy đua vũ trang của Trung Quốc sẽ rất mau chóng thất bại. Bắc Kinh sẽ bị quốc tế cô lập nhiều hơn, cuộc sống của các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ càng thêm khó khăn hơn và nó sẽ khiến cho chính quyền Trung Quốc sớm sụp đổ. Theo quý vị, sự hỗ trợ quân sự của Trung Quốc liệu có thể giúp Nga thay đổi cục diện cuộc chiến hay không? Hay cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi đến thất bại? Hãy để lại quan điểm của mình bằng cách bình luận ở bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.